có tác động từ Hữu Tuấn với Nguyên Hoàng. Luis Antonio quả tạt quá mít, đánh đầu, bóng chạm tay hay không? Trận đấu tiếp tục. Henrio vẫn toàn không kịp. Chúng ta có lẽ sẽ sớm được xem lại tình huống quay chậm vừa rồi. Hầu hết trong mọi đường chuyền thì Romario đều là đích đến. Một đường chuyền tốt của Amit. Có vẻ như đã có một pha chơi bóng bằng tay của Hữu Tuấn trong tình huống cố gắng kiềm tỏa Romario. Và đang kiểm tra. Và chúng ta cùng xem lại một lần nữa ở góc máy khác. Bóng chạm tay Hữu Tuấn. Có vẻ như mọi chuyện đang chống lại Hữu Tuấn và Thép Xanh Nam Định. Rất có thể sẽ có một cơ hội đá 11m cho Romario. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn vẫn đang lắng nghe những tư vấn từ trọng tài VAR Nguyễn Mạnh Hải. Cánh tay Hữu Tuấn trong tình huống phòng ngự vừa rồi đã dang ra quá xa so với cơ thể. Đó không phải là một động tác tự nhiên. Bóng cũng đã rời trúng tay của Hữu Tuấn. Và đó là đường bóng hướng đến vị trí của Romario. Tài Viết Duẩn vẫn đang lắng nghe tư vấn từ trọng tài VAR. Chuyện lúc này thì trận đấu vẫn đang diễn ra với một tốc độ cao và cho đến lúc này cả hai đội bóng đều đã có được những cơ hội nguy hiểm. Trước đó thì bây giờ thì trọng tài Viết Duẩn sẽ một lần nữa xem lại băng hình, xem lại thật kỹ tình huống này. Trận đấu mà Thép Xanh Nam Định không có sự phục vụ của loại ngoại binh Lucas. Hữu Tuấn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong những pha theo kèm đối với Romario. Sẽ có thêm những góc máy. Nếu như không có cánh tay của Hữu Tuấn, bóng hoàn toàn có thể đến với cái đầu của Romario. Đó là chi tiết bất lợi cho Hữu Tuấn. Và như chúng ta đã đề cập, cánh tay của Hữu Tuấn rõ ràng không phải là một cánh tay được dang ra một cách tự nhiên. Trọng tài Viết Duẩn đã có được quyết định của mình. Quả penalty. Quả đá penalty dành cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Lợi thế dành cho đội khách Đông Á Thanh Hóa. Và nhiều khả năng người sẽ đá quả đá penalty này sẽ vẫn là Romario. Cầu thủ đang đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới tại Nai Hovilic năm nay với 8 bàn. Một thử thách đối với Trần Nguyên Mạnh.
cũng là cuộc đọ sức giữa đội trưởng đôi bên, Romario và Nguyên Mạnh. Nhưng lần này thì khoảng cách chỉ là 11 mét thôi. Và lợi thế rõ ràng thuộc về cầu thủ được trao nhiệm vụ sút bóng. Một cú đá Parenka của Ribario nhưng Nguyên Mạnh đã bắt bài. Tỷ số lúc này vẫn là không đều. Pha bóng đầy tính biểu diễn của Ribario xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào. Cú sút bóng đó của Ribario đã không đánh lừa được thủ môn Nguyên Mạnh và tỷ số vẫn đang là không đều. Lợi thế đã không thuộc về Đông Á Thanh Hóa, đội đã có một cơ hội rất rõ. Romario đã không thể đánh lừa được Nguyên Mạnh. Lâm Tý Phong, Lâm Tý Phong, Đinh Viết Tú đưa bóng vào, cơ hội. Bóng đã nằm trong tay của Nguyên Mạnh. Rafaelson lôi kéo áo của Luis Antonio. Ở ngoài đường biết thì huấn luyện viên Veliza Popov đã phản ứng với tình huống vừa rồi và VAR cũng đang kiểm tra lại pha bóng này ở đường tạt bóng vào trong của Đinh Viết Tú. Người đã ngã trong vòng 16m50 bên phía Đông Á Thanh Hóa đó là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. Và bây giờ VAR đang check là đã có một pha phạm lỗi tới từ Hữu Tuấn này hay không. Đã có tác động tới Võ Nguyên Hoàng. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có tác động từ Hữu Tuấn với Nguyên Hoàng. Và phần còn lại là trọng tài VAR ông Nguyễn Mạnh Hải cũng đang kiểm tra lại một lần nữa tình huống này. Sau khi có pha bóng thì chính Hữu Tuấn là người đang bị đau. Chúng ta đang ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu này. Bây giờ thì trọng tài Viết Duẩn sẽ xem lại VAR. Rõ ràng là chúng ta đang một lần nữa để check lại tình huống này khi mà Võ Nguyên Hoàng đã nhận bóng từ Đinh Viết Tú, một pha xoay người. Và lúc đó thì Võ Nguyên Hoàng vẫn là cầu thủ đang làm chủ tình hình. À, có tác động phía sau rất rõ của Hữu Tuấn. Một pha phạm lỗi rất rõ ràng của Hữu Tuấn. Trọng tài Viết Duẩn có rất nhiều những góc máy để có thể xem lại tình huống này. Đây là một góc máy ở phía sau. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng đã được hưởng một quả đá penalty nhưng Rafaelson đã thực hiện không thành công. Xin lỗi quý vị, Romario đã thực hiện không thành công.
Còn đây là một góc máy toàn cảnh ở tình huống cụ thể này. Đã thêm 2 phút trôi qua và bây giờ thì trọng tài Viết Duẩn đã có được quyết định của mình. Quả đá penalty dành cho Đông Á Thanh Hóa. Cùng với đó là một chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ Hữu Tuấn. Thẻ hữu đối với Hữu Tuấn, người hôm nay có 2 tình huống phạm lỗi và đều dẫn tới những quả đá penalty. Bây giờ liệu Romario có một lần nữa đứng trước quả đá penalty này hay không? Anh đã thực hiện không thành công quả đá penalty với một cú đá Panenka, có lẽ là điều đà không đúng lúc. Nhưng bây giờ, như vậy là Romario sẽ không sút quả đá penalty này, mà đó là Luis Antonio. Luis Antonio đối đầu với Nguyên Mạnh. Và cái tay rất hồi hộp của huấn viên Veliza Popov. Luis Antonio dứt điểm. Tỷ số là 1-1 dành cho Đông Á Thanh Hóa. Cú đá chính xác của Luis Antonio đã kéo trận đấu trở về thế cân bằng. Thép Xanh Nam Định đã không thể bảo toàn được chiến thắng cho đến những phút bù giờ cuối cùng. Đây là trận đấu mà họ không có sự phục vụ của ngoại binh trung vệ Lucas. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại cú đá rất hiểm hóc của Luis Antonio. Dù cho Nguyên Mạnh đã phán đoán đúng hướng, đó là một cú đá cực khó của Luis Antonio.